đó á, kinh khủng thiệt chứ. Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Thì cứ chủ nhật hàng tuần, hội Lai Cam Hồ Chí Minh sẽ up một lần cả nhà. Và do những ngày chủ nhật vừa qua là trời thời tiết mưa bão, đâm ra là hội không up được. Thì hôm nay hội sẽ up sớm hơn một tí, là hôm nay là 1 giờ, thường thường là up lúc 13 giờ 15 giờ thì hôm nay mình up lúc 13 giờ nha cả nhà. Đó. Hiện giờ thì có một số anh em đã ra và bên kia đã có một chiếc Ember 1 nha cả nhà. Đó. Còn đây thì một bạn đang sử dụng Mini 2 đang bay. Đây cả nhà, một con Ember 1 của bạn Toàn nha cả nhà. Đó, vừa khởi động lên. Rất là ngầu nha cả nhà. Nói có trục trặc kỹ thuật gì em? Lỏng kết nối. À, lỏng kết nối hả? Do lỏng kết nối của trục gimbal nên bạn ấy đang chỉnh sửa lại nha. Thật là hầm hố. Đó, ngầu không? Lên luôn em ơi. Thì bây giờ nó đang bắt cơm bát này cả nhà. Rồi, dựng cam lên. Đó, nó đang bắt cơm bát này cả nhà. Wow, con này cơm bát hơi bị cực nha cả nhà. Rồi, ok. Rồi, bấm retry. Rồi, ủa. Hình như chưa được. À, nó bắt nằm ngang nha cả nhà. Đúng không? Ok chưa? Hiện bây giờ em đang nhõng nhẽo, em đang báo lỗi nha cả nhà. Giờ bạn Toàn đang cố khắc phục. Và đây giờ thêm phi lận mới tới. À. Ủa em hạ con Mini 2 xuống hả? À, bạn ấy đang chơi con Mini 2 nha cả nhà. Cũng là new buy. Nãy giờ quay qua đây bay thì có đỡ rung hơn không em? Đỡ. Đỡ hơn đúng không? Đúng rồi. Có một anh em đồ hướng dẫn này cũng đỡ hơn đúng không? Lại có anh em đứng đây này cũng đỡ hơn. Có rớt thì người ta cũng ngó thấy. Nhiều người thấy nha cái nhà chứ rớt chơi mình rớt mai thấy. Ok, cảm ơn nhiều nha. Sao rồi cắt cái đơn? F11 điện thoại đâu? Đây để chút nó bay. Giờ bay luôn. Lo đi ba pin mà sợ gì? Ba pin bay tới đâu? Ba pin nha cả nhà, F11 Pro 4K bản 3 km. Chơi mua mới mà full ba pin luôn. Ghê. Ba pin. Và đây cả nhà, thành viên mới. Anh tên gì vậy anh? Anh Lê Hùng. Anh Lê Hùng. Và anh đang sử dụng con A2S nha cả nhà. Đây. Lên. Cẩn thận nha, dây diều nha. Bay lại chiếc dùng chuồng luôn anh ơi. Ok lên. Quá đỉnh.
Thì bên kia bạn vẫn đang lay hoay với lại con F11 huyền thoại. À, thì khác với các dòng khác, F11 mỗi lần bay là phải kali nha cả nhà. Kali đầy đủ thì mới bay được. Đây, F11 huyền thoại nha cả nhà. Giữ vị trí khá là tốt. Đừng có đùa nha. Mình một thời chơi em nó. Không đùa được đâu. Lên em. Rồi, sao rồi Tấn ơi? Cho nó bay một vòng vậy cho nó bay về. Cho bay vòng bay về hả? Bay thoải mái đi chứ sợ gì. Đây. Màu của F11 không tệ nè cả nhà. Đây cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy không? Bị chói nắng rồi. Chứ màu F11 không có tệ đâu nha cả nhà. Ồ sao mà treo hai con gần nhau vậy? Trên kia đang treo hai con gần nhau cả nhà. Hai con đang treo gần nhau nha cả nhà. Để giờ ra hỗ trợ bạn Toàn xem nó bị lỗi kỹ thuật gì. Nó báo gì em? Báo điện từ, vấn đề điện từ. Điện từ hả? Ừ. Em thử đổi một pin khác thôi. Mới thay á. À. Để khỏi khỏi cam để coi nó được không? Rồi. Đây cả nhà. Bây giờ em Kha ở Củ Chi mới qua nha cả nhà. Nhưng mà em này cũng chơi một cái dòng mà bay trên bầu trời nhưng mà không có, nó lạ lắm. À, FVP nha cả nhà. À. Ghê không, cái bộ phụ kiện của kinh khủng. Gắt nước hả? Giờ vẫn bay được. Ghê hả? Để hơi nắng chút thôi. Gắt nước mà vẫn còn bay được. Bay được. Rất chi và rất là gì? À, bé bé xinh xinh nha cái nhà. Không phải vẫn ổn. Ghê không ghê không? Quất cùng anh. Con này bay chuẩn lắm á. Ồ. Ngẫu vậy? Ngẫu cái nhà. Ghê không? Wow. Hai S đang follow me nha cái nhà. À. Đâu anh thử chạy coi. Anh thử chạy xem. Ok, bây giờ tới lượt mình đó nha. Mini 3 Pro. Get go. Do có một cục pin thôi, đâm ra là nhường anh em bay trước.
mình đang thử chức năng polymer trên Mini 3 cả nhà, xem nén giật cản như thế nào nha. Thì sau lưng mình là những tán cây. Wow, nó nẻ cà ghê không? Woo, quá đỉnh. Mini 3 thật là tuyệt vời. Đó. Wow, quá đỉnh. Công nhận. Giờ đi lại xem nó sẽ là như thế nào. Tự nó ve giờ luôn. Quang, tự nó ve giờ luôn. Ghê không? Đây cả nhà, FVB. Wow, đẩy phát nhanh coi em thử coi thế nào. Chưa đầu chuyển. Cầu ghê vậy. Đây. Lên em ơi. Get go. Wow. Rồi. Hạ cánh an toàn. Không an toàn. Rồi vẫn bay nữa hả? Ghê vậy. Wow. Ghê, thiệt. Hay dữ vậy ta. Bây giờ bay xong hết rồi, mấy anh em đang trao đổi với nhau nha cả nhà. Thì mới có một thành viên là dùng FPP, đâm ra là nó cũng lạ lạ kỳ kỳ, đâm ra anh em tham khảo. Vẫn đang bay hả tài? Có một thành viên mới tới cả nhà, thì là bị lẫn lộn giờ giấc, thì là báo là 13 giờ nhưng mà ảnh tưởng là 3 giờ. Bây giờ người ta bay Sài Gòn thì bay xong hết biển anh mới tới. Anh tên gì anh? Tên Thành. Tên Thành nha cả nhà. Anh đang sử dụng con Leica gì anh? Mình đang sử dụng con Leica 906 Pro Mark 3. 906 à, 906 Pro hả? À rồi. Ba 30. À. Đó. Tập bay đã xong. Tập bay hả? Mình lên rồ luôn. Rồi. Lên basic. Đúng rồi, bây giờ cứ là tập làm quen chứ đã, đúng không? Đúng rồi, mình tập rồi. Rồi. Rồi lôi ra thôi. Đó. À, kinh khủng thiệt chứ. Em chơi em là lấy con Leica con mini 2 em á. Em đuổi vô cái cây này nè. Đuổi sẹt mai không gớt. Cảm giác chưa? Đuổi rung không? Rung. Rung nhé. Nhưng mà được cái là nó giúp cho ngụy trang hết tài em nè. Xanh lá rồi. Xanh lá. Đó thì hôm nay cần có sự góp mặt của em Kha nha cái nhà. Em Kha ở
với Củ Chi xuống thì về chơi FPP. Thì sau buổi họp mặt ngày chủ nhật hàng tuần của Hội Lai Cam Hồ Chí Minh đến đây thì cũng xin kết thúc hai cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Anh em nào mà coi clip và muốn tham gia Hội Lai Cam Hồ Chí Minh thì vào đường link trên Facebook ha. Facebook gõ là Hội Lai Cam Hồ Chí Minh. Thì ai muốn tham gia để ấp hội chung với anh em mình thì vào group ở trên đường link ở dưới phần mô tả nha cả nhà. Để vào rồi cùng ấp chung với anh em mình cho vui nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại. Bye bye.